Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này: loại cây hoang dại là thuốc giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư tự nhiên. Nội dung thứ hai: một loại lá quen thuộc, phơi khô, hạ mỡ máu rất sẵn ở quê Việt Nam. Loại rau này đang dần trở thành món quen quốc dân nhờ hương thơm vị ngon và giá trị sức khỏe to lớn không ngờ. Dù cái tên là rau tầm bóp có vẻ xa lạ đối với nhiều người sống ở thành phố, nhưng đối với những người dân nông thôn, nó lại là món ăn quen thuộc, không bao giờ chán và có những giá trị dinh dưỡng khác biệt đầy ngạc nhiên. Tầm bóp, tên gọi khoa học là Physalis agulata, họ cà, còn được biết đến với nhiều cái tên khác như là cây bôm bốp, thù, lù cạnh, bùm bụp hay là cây lồng đèn trong văn hóa nông thôn ở Việt Nam. Cây tầm bóp thường phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Trên đất nông thôn Việt Nam, chúng mọc khắp nơi, từ ven đường đến bờ ruộng, trong vườn đến những khu đất hoang. Ngày nay nó không chỉ là được xem là một loại cây dại mà còn được coi là một phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày, với nhiều lợi ích sức khỏe được công nhận cho người tiểu đường. Hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, ngừa bệnh tim mạch. Rau tầm bóp thì chứa rất là nhiều vitamin C, có thể đóng vai trò chống lại các gốc tự do gây hại cho mạch máu. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong tầm bóp cũng giúp kiểm soát cái lượng cholesterol xấu trong máu, giúp ngăn ngừa cơ thể khỏi các bệnh về tim mạch như là xơ vữa mạch máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Góp phần ngăn ngừa ung thư, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau tầm bóp chứa hợp chất phenolic có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú và ung thư ruột kết. Vitamin C cũng có một chất chống oxy hóa có tác dụng ức chế các tế bào gây ung thư hiệu quả. Vì thế, nhiều người tin rằng sử dụng rau tầm bóp thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Tốt cho mắt. Rau tầm bóp chứa rất nhiều vitamin A. Đây là một loại vitamin quan trọng, rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Vitamin A giúp niêm mạc mắt duy trì độ ẩm, ngăn ngừa các bệnh về mắt như là khô mắt, viêm kết mạc. Vitamin này cũng giúp cải thiện thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu, giảm viêm nhiễm, cảm sốt. Rau tầm bóp chứa rất là nhiều vitamin C. Loại vitamin này giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể, làm giảm các triệu chứng như là đau đầu, ho, sổ mũi. Ngoài ra thì loại rau này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng đa dạng khác, giúp cơ thể hấp thụ sắt và tăng cường sức đề kháng, chống lại các cái bệnh viêm nhiễm tốt hơn. Thêm một lần nữa thì vitamin trong rau tầm bóp có tác dụng ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Vitamin này cũng đóng vai trò trong việc hình thành collagen, giúp thúc đẩy quá trình lành vết thương, giúp hạ đường huyết hiệu quả. Vitamin C có trong rau tầm bóp còn có tác dụng tăng khả năng hoạt động của insulin, loại hormone đóng vai trò kiểm soát lượng đường trong máu. Và do đó thì người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh có thể sử dụng rau tầm bóp để góp phần điều hòa đường huyết, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Một loại lá quen thuộc, phơi khô, hạ mỡ máu rất sẵn ở quê hương Việt Nam. Thông thường mọi người chỉ sử dụng quả chứ không chú ý đến phần lá. Song phần lá của cây này lại mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Vâng, trong video này mà kênh Sức Khỏe Tốt muốn nói đến đó là ổi. Ổi là một loại quen thuộc với người Việt. Thông thường thì mọi người chỉ thu hoạch và sử dụng phần quả mà thôi. Song lá ổi non cũng được xem là thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Bạn có thể hình dung phơi khô lá ổi hãm 2,5 cho đến 5 gram với 250 ml nước đun sôi trong khoảng 10 phút.
Với lá ổi tươi thì bạn chỉ việc rửa sạch, sau đó thả vào nước đang sôi rồi hãm trong 10 phút. Ngoài ra thì lá ổi còn được sử dụng trong các món ốc hấp, cá kho hay là nem cuốn. Nếu sử dụng thường xuyên loại lá này, bạn có những cái lợi ích trong việc điều trị một số bệnh mãn tính như sau. Thứ nhất, đó là ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, sử dụng lá ổi có tác dụng làm giảm quá trình hình thành của các gốc tự do, nguyên nhân gây dẫn đến các cái hình thành tế bào ung thư. Trong đó thì với thành phần lycopene có hiệu quả cao trong phòng ngừa và điều trị ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Kiểm soát đường huyết. Các cái hợp chất trong trà lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, ức chế một số enzyme khác nhau, chuyển đổi carbon hydrate trong đường tiêu hóa thành glucose. Nhờ đó thì điều chỉnh cái lượng đường trong máu sau bữa ăn. Một số quy mô nhỏ ở người khỏe mạnh và cả người mắc bệnh tiểu đường cho thấy trà lá ổi có thể hạ hơn 10% đường huyết sau ăn. Tại Nhật Bản thì trà lá ổi là một trong những thực phẩm được phê duyệt sử dụng trong mục đích y tế nhằm ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Hạ mỡ máu. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất thì những người tham gia nghiên cứu uống trà lá ổi đã có mức cholesterol xấu thấp hơn sau 8 tuần. Một nghiên cứu công bố năm 2011 trên tạp chí Hóa học và Vật lý cũng cho biết các cái hợp chất trong lá ổi giúp hòa tan cholesterol xấu. Các nghiên cứu khác kết luận những người sử dụng trà lá ổi thường xuyên trong 3 tháng sẽ thấy hiệu quả tích cực với mỡ máu, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và duy trì sức khỏe tim mạch. Tăng cường sức khỏe gan. Các nhà nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Y Dược Krupanidhi của Ấn Độ đã nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm cho những con chuột ăn chất bột chiết xuất từ lá ổi. Sau một thời gian thấy rằng số chuột này ít bị thương tổn thương gan do những con chuột khác. Và từ đó họ giúp ra được kết luận chất bột chiết xuất từ lá ổi có thể bảo vệ gan khỏi các tổn thương bên ngoài, và chính chất chống oxy hóa có trong cái loại lá này đã giúp gan chống lại những tác nhân xâm hại. Hỗ trợ giảm cân. Những thực phẩm quercetin trong lá ổi thì có thể ngăn carbon hydrate phức tạp chuyển hóa thành đường, từ đó giảm sự phát triển của tế bào mỡ. Trà lá ổi có thể hạ đường huyết và giảm lượng calo cho cơ thể hấp thụ, hỗ trợ quá trình giảm cân cũng như là kiểm soát cân nặng. Ngoài những công dụng kể trên thì trà lá ổi còn có khả năng là cải thiện chất lượng giấc ngủ, làm dịu thần kinh và tâm trí, cải thiện lưu thông máu lên não, giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ hơn, cũng như là giảm nguy cơ hình thành gan nhiễm mỡ, tốt cho da và tóc. Điều trị tiêu chảy. Một trong những công dụng được phổ biến nhất của lá ổi đó là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non có chứa các cái tannin và một số chất chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn Staphylococcus aureus và E. coli, từ đó giúp làm giảm các cái triệu chứng của bệnh này. Bên cạnh đó thì việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn cái lại niêm mạc ruột non tốt hơn. Cải thiện sức khỏe răng miệng, da và tóc. Lá ổi thì có chứa hoạt chất estrogen với tác dụng làm chặt chân răng, giảm nhẹ các cơn đau tại nướu. Bạn chỉ cần sử dụng lá ổi tươi đã sử dụng, rửa sạch và giã nát, thoa lên vùng nướu bị đau. Sau một thời gian ngắn, các cơn đau răng nướu sẽ giảm nhẹ. Tình trạng viêm nhiễm khuẩn nướu cũng sẽ được cải thiện rõ rệt nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên. Sử dụng nước lá ổi giúp gây ức chế quá trình hình thành của gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa da. Gội đầu với lá ổi thì giúp hỗ trợ điều trị cái tình trạng rụng tóc. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.